đi đến trường thôi. Hả? À, nhẹp đâu. Búp bê bị biến đổi thành zombie rồi. Trời ơi! Hả? Có chuyện gì vậy? Đây là bản tin thời sự trực tiếp. Hiện tại có một đại dịch đang càn quét vào thành phố của chúng ta bởi các con zombie sát sống. Mọi người hãy chuẩn bị đồ ăn, nước uống và ở trong nhà cho tới khi có thông báo mới nhất. À! Nó bị sao vậy nhỉ? Hả? Này, nó biến thành zombie rồi. Chạy mau, đừng để nó cắn. Nó tấn công girlfriend kìa. Giết nó, giết nó đi, giết nó. Zombie đã cắn cậu rồi. Chúng ta phải giết nó trước thôi. Không, không, không thể giết bạn gái của tao được. Please. Zombie búp bê đã tỉnh lại. Lần này thì zombie búp bê bị bắn chết thật rồi. Xem tao dùng tay không cũng trị được mày. Đào tác rớt răng mày luôn. Wow, lính đỏ giỏi quá. À, lính đỏ cũng là zombie. Biến thành zombie hết rồi. Boyfriend và girlfriend thật là hạnh phúc. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Đáng ghét. Hey, hành động thôi. Lính đỏ đang làm gì vậy nhỉ? Nâng ly lên nào. Đó baby. Ôi không. No. Chuyện gì vậy nhỉ? Tào Tháo được mất rồi. Thiên đường đây rồi. Wow. Dừng lại khoảng là 2 giây. Ôi không. Không xong rồi. Tội nghiệp vì cậu quá. Tạm biệt cậu. Chơi hay nhỉ. Nhưng mà làm sao qua được ta? Wow, sao mà cưỡng lại được. Boyfriend thích thú quá rồi. Búp bê nhảy thật là thu hút. Wow. Ôi, không được, không Nhi ơi. Thôi xong rồi. Cho mày chết. Ủa, đến đích rồi hả? Boyfriend và girlfriend thắng rồi. Ôi, họ đang giành giật nhau. Một trận chiến thật là khốc liệt. Xin lỗi boyfriend. Sự đó. Ôi, girlfriend. Búp bê đang quyến rũ boyfriend. Búp bê thật xinh đẹp làm sao. Want to be his wife? Yes, I do. Want to be her husband? Yes. Vậy là boyfriend đã cưới búp bê. À chưa, vẫn còn gì đó sai sai nhỉ? Ôi trời, boyfriend. Xấu hổ quá đi. Không cưới nữa đâu. Thấy mà ghê. Tiền đâu? Dạ đây. Đưa cả sợi dây chuyền đây. Không. Hả? Wow, nhiều tiền quá. Bọn chúng đang thực hiện giao dịch gì đây? Phải nhanh tay mới được. Hả? Cướp, đuổi theo tụi bay. Xem kho báu gì nào. Trời, có mỗi cái đồng hồ. Cả nhà, quá tuyệt vời. Wow, có bảo bối dùng rồi. Giật nè. Ủa, chết rồi. Ai hi cười trừ nha. Ôi, đau quá. Ok, xem nè. Biến hình. Hả? Sao cứng vậy? Sợ quá. Cảm ơn nha. chuyện gì vậy? Quái vật. Quái vật sao? Ê, trả mình cái đồng hồ bạn ơi. Cái này hả? Còn lâu nha. Sao mà cứng thế? Ê, nhìn kìa. Cho mày chết nè. Huggy vẫn không sao. Ôi không, Huggy té rồi. Lần này không thoát được đâu boyfriend à. Sao mà ấn hoài không được vậy nè? Đáng đời boyfriend.